2,06%. 3. Tại Đà Nẵng, Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hữu nghị Nam Lào vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong công ty đã quán triệt triển khai toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ công ty lần thứ ba và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, đối ngoại, duy trì được các hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, nhân viên, người lao động được cải thiện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản đáp ứng yêu cầu, hoàn thành được nhiệm vụ trên giao. Đặc biệt là đã góp phần tô thắm tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, giúp bạn khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Sê Piên, Sê Nậm Nọi năm 2018 và nhiều hoạt động chí nghĩa, chí tình khác. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định các khâu đột phá trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh hiệu quả, không để phát sinh tồn đọng về tài chính, trong lãnh đạo xây dựng công ty vững mạnh toàn diện, giữ vững nguyên tắc, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, trong công tác xây dựng đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực, trách nhiệm cao, hành động hiệu quả. Đại hội đã đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 13 của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ 10, bầu ban chấp hành đảng bộ khóa mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ quân khu 5 nhiệm kỳ 2020-2025.